Hello xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đã bị nổi hứng một chút nên là làm một cái video vào lúc này vào lúc gần 12 rưỡi đêm. Và cái video này thì có một bạn đã đặt hàng từ trước và kêu gào từ rất lâu rồi. Đấy là chị ơi, có thể làm video về du học cấp 3 cho em được không? Ok. Vậy thì chia sẻ với em một chút là chị đang quen mấy bạn đang học cấp 3 ở bên đang học cấp 2 và cấp 3 ở bên Ấn Độ. Cái vùng Mysore đấy. Mysore chứ không phải Mysore nhá. Thì chị có một bạn ấy thì bạn đấy là người nước khác, nhưng mà có một bạn thì bạn ấy là người Việt Nam và bạn ấy là con của anh Thắng ấy. Anh Thắng được học bổng tiến sĩ kép của chính phủ Việt Nam và chính phủ Ấn Độ, thế là anh ấy cho con sang học luôn, thì chính là cái trường Royal Concord ấy mà hôm trước chị đã cho em cái link ấy đấy. Cho nên là cái video này thì là nếu như mà em mà muốn tìm hiểu về cái thông tin học bổng trường cấp 3 như thế nào ấy, thì tốt nhất là em nên liên hệ với cả bạn ý. Nếu mà em muốn thì chị sẽ cho em cái Facebook của bạn ấy. Thế còn về nói chung là về du học cấp 3 hay du học ở đâu ấy, thì em cũng nên tìm hiểu thông tin thật là kỹ lưỡng. Ví dụ như là cái trường đấy thì chị thấy là có rất là nhiều cái chi nhánh, cái cơ sở khác nhau này, ở nhiều nhiều nơi khác nhau trên toàn Ấn Độ này. Và ngoài ra thì em email cho họ này, và cái phần admission ấy, xong em email cho họ, em hỏi toàn bộ thông tin yêu cầu như nào, hoặc là họ đã đưa lên hết trên website, thì cơ bản chắc chắn là họ, em muốn học cấp 3 thì chắc chắn là họ sẽ yêu cầu cái bằng cấp 2 của em xem như thế nào. Và học tự túc thì cũng rất là nhanh gọn đúng không, thủ tục bao giờ đi tự túc thì cũng nhanh nhá, nhưng mà đi học bổng để lâu thì học bổng là giấy tờ yêu cầu nhiều, thủ tục các thứ yêu cầu lắm. Thế tại sao tự túc lại đi nhanh? Đó, bao giờ có tiền vào đi cũng nhanh, hiểu không? Thế thì học phí như nào thì chị cũng không rõ lắm, bởi vì là tùy theo có thể là các cái lớp, các cấp độ khác nhau các thứ ấy. Và chị nghĩ là tùy cái cơ sở, các chi nhánh các thứ nó cũng có sự khác biệt đấy. Nhưng mà theo chị nghĩ thì nói chung em cũng có thể tham khảo thêm nhờ một số trường khác nữa ấy. Thì bao giờ giống như kiểu lúc mà em yêu ấy, thì em cũng phải một lúc em yêu mấy anh để em còn xem là anh nào tốt, anh nào so sánh anh với nhau ấy. Thì lúc mà em nộp hồ sơ thì em cũng nên là so sánh tham khảo nhiều trường để tìm được quyết định ấy. Bởi vì em đi từ cấp 3 chị nghĩ là cũng rất là ok. Từ cấp 3 nó có một cái nền tảng, với thứ hai nữa là từ cấp 3 thì em có rất là nhiều thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì chị cũng nói luôn là học ở Ấn Độ ấy thì nó rất là nhàn, cấp 3 hay học hay gì thì nó cũng nhàn ấy. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà em nhàn sớm thì em sẽ có nhiều thời gian hơn nhiều khác, em hiểu không? Ví dụ chị nhàn trong vòng 2 năm mà lúc đấy là chị đã 24 đến 26. Ok, nhưng mà khi mà em nhàn mới từ khoảng tầm 16 tuổi mà em đã nhàn rồi. Xong đấy, lên cả những cái mức trên cao mà em vẫn theo đuổi Ấn Độ vẫn cứ nhàn như thế, thì em có nhiều thời gian mà em làm việc khác có phải sướng hơn không? Ví dụ như thời gian đầu mới sang nhá, thì tiếng của em kém một chút ấy, thì em có thể thay vào cái sự nhàn rồi đấy, em chăm chỉ học tiếng một chút ấy để cho tiếng của mình siêu lên. Lúc mà tiếng của em tốt rồi em vẫn nhàn thì em đi học yoga này, rồi em đi học piano cho chị, rất là nhiều thứ. Ok, học múa, học may, học nhảy, học nhót, rất là nhiều thứ ok, không lo. Hoặc là em học xong một thứ tiếng khác. Chị thấy rằng là học ở Ấn Độ thì hầu như là cũng nhiều bạn biết nhiều ngoại ngữ đấy. Như cái bạn mà chị biết thì chị thấy bạn ấy cũng bây giờ cũng bạn biết một tầm 5 ngôn ngữ rồi, nên là cố gắng lên nha. Thì cái ở bên trường Ấn Độ, cái trường cấp 3 ở Ấn Độ ấy, thì chị thấy bạn ấy học nhà lắm, bạn ấy chẳng bao giờ kiểu phải chẳng bao giờ thấy bạn ấy mói mày tập bao giờ, hoặc là bạn ấy kiểu lắm luôn ở lớp hay sao thì chị không biết. Mà hơn nữa là cái sách nó mỏng dính như thế này thôi mà chị thấy là nhìn dễ lắm. Thật sự là không thể nào tin nổi là bạn ấy học lớp 9, chị tưởng là bạn ấy học lớp 6. Đấy, nhưng ở Việt Nam thì chắc nó chỉ rơi vào khoảng tầm lớp 6, lớp 5 thôi. Nhưng mà không ngờ là bạn ấy học lớp 9. Mà hơn nữa là cái chương trình của lớp 9 nó mớm tí à? Nó mớm cái gì mà cái kia gì mà dễ nhất vào ạ? Còn đâu những cái gì khó khó là nó bỏ qua nó gạch hết. Và bạn ấy chả bảo thế làm bài tập cả. Có nghĩa là gì? Ít bài tập quá ấy, ít việc để làm. Thì chị thấy đấy, và các cái hoạt động của trường thì nhiều ấy. Ví dụ như chị thấy ở bên đấy cũng rất là các phong trào hoạt động khá là nhiều này. Xong các trường thì có cái sự giao lưu với nhau, rồi kiểu cái chương trình mà kiểu trao đổi học sinh các thứ này. Xong rồi bắt đầu là các bạn có tham gia thi thố, có thuyết trình, có các thứ nhiều lắm. Nói chung là chị thấy bên đấy cũng vui, cũng có teachers day, cũng có các lễ hội các thứ. Xong rồi các bạn phát triển toàn diện lắm. Ví dụ như các bạn có cái học môn tự chọn này, các bạn được chọn một tiếng khác này. Ngoài tiếng Anh ra là điều đương nhiên rồi. Ngoài ra thì các bạn thể dục thể thao các thứ này. Đấy, chị nghĩ là sao từ tầm cấp 3 là rất là ok. Với cả hòa nhập văn hóa cũng dễ. Thế học cấp 3 ở Ấn Độ này, xong đại học có thể đi một nước khác nữa, và thạc sĩ đi một nước khác nữa. Đấy, nó bay nhảy đi cho nó sướng.
Đấy ok. Còn mà cụ thể em cũng muốn hỏi là ví dụ như em apply như thế nào, hồ sơ ra sao ấy, thì nó rất là khó để mà chị có thể trả lời được cho em cụ thể. Tại vì sao? Tại vì là như chị đã nói là mỗi trường một khác nhau. Nếu như mà bây giờ mà chị có trả lời cho em một cái trường nào cụ thể ấy, sau thì rất là khó nếu mà em muốn tham khảo thêm các lựa chọn khác nữa. Về cái thứ hai nữa là mỗi năm thì nó lại thay đổi, bao giờ em muốn đi, thời điểm nó khác nhau. Và ví dụ như là có khi em mà liên hệ được trực tiếp ấy, thì em sẽ có sự lựa chọn nhiều hơn là chị ở đây chị chỉ giới thiệu cho em được một hai cái trường thôi. Mà nếu mà em mà từ cái trường đấy xong em liên hệ với họ và em hỏi được nhiều cái thông tin khác nữa thì em sẽ có sự lựa chọn mong muốn hơn, thì sẽ tốt hơn cho em đúng không? Cho nên tại sao là nhiều khi sẽ phải làm video về học ngoại ngữ nhá. Bởi vì là sao? Bởi vì là nhiều khi cũng bảo là Ấn Độ đi thì cũng không yêu cầu ngoại ngữ cao, không cần ngoại ngữ nhiều, hoặc thậm chí không cần biết tiếng. Nói thế rồi thôi, sang lại sốc. Thì càng tiếng càng ngu thì sốc càng nhiều đúng không? Đấy, thế thì video này hy vọng là rất là có ích cho em. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.